Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là trưa ngày thứ tư nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món nữa nha. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha. Số điện thoại của em là 0933 207 208 nha. Rồi, đầu tiên là một bộ cốt bát của cúp đời 93 đổ lên nha anh em. Nhưng mà mình muốn gắn cho cái dòng nào cũng được, năm nào cũng được. Tại mà chính xác thì nó nằm ở cái đát 93 trở về sau. Có Sirin, xuất sắc. Đó, bộ này em bán là 1 triệu nha anh em. Bát tháng trước nè. Nói chung là bộ này rất là đẹp nha. Sirin hết, len ken. Hai cái bát tân sơn nè. Hai bát tân sơn mà còn cái này cũng hiếm nha anh em. Đa số cái bát tân sơn đó, nó bị cháy hết, nó xét hết. Cái này còn là quá đẹp luôn. 7 màu. Đó, bát tháng sau cũng tuyệt đẹp luôn. Đó. Cốt thì khỏi suy nghĩ nha, cốt này còn dính sơn vàng luôn nè. Họ bộ này 1 triệu nha anh em, Sirin 7 màu 1 triệu này cho anh em về vô xe cặp beo nha, chưa có dấu mẻ, chưa có dấu gì luôn. Cái sao cũng vậy, sao cũng chưa có dấu gì luôn, cũng còn 7 màu luôn. Thay vì chứ mình lên xe nó rất là đẹp nha anh em, còn cái này nó nằm ở trong thì không sao, nên anh em kỹ về lúc mà mình vô mình tha miếng mỡ bò lên cho nó đừng có bị xét nữa, chứ ở mặt tiền là đẹp xuất sắc đó. 1 triệu nha bộ này nha, len ken. Rồi một cái ốp đầu của hàng custom màu 142 nha, cái này em bán là 800, sơn green hết nha, tem green luôn nè, mặt tiền rất là đẹp nha anh em, không nứt bể gì hết nha, bát bọng là ngon lành nha. Nhiều khi nó bị gãy một cái bát đó, khi mình lên xe mình chạy thì nó bị rè dữ lắm, còn cái này là ok hết, bát bọng mà ngon lành. 800 nha anh em, gắn 70 90 được hết nha, 70 90 thì nó tem nó 3 số thôi, mình muốn thì về mình thay cái tem hoặc mình để ý cũng được, cái này không ai để ý đâu, những người mà già rành xe lắm người ta mới để ý thôi, còn gắn lên xe là không bao giờ ai để ý tới bao nhiêu tem đâu. 800 nha. Rồi một cặp giò gà 70 90 đẹp, cặp này thì 1 triệu 2. Đó, rất là đẹp nha. Này xài đầm nhỏ nha anh em, đầm 81 86 xài chung hết. Ốc tán đầy đủ nha, 1 triệu 2. Bao rơ lắc nha, không rơ lắc gì hết. Hai ốc tuyệt đẹp luôn nha. Ốc su mực. 1 triệu 2 nha, cặp giò gà. Rồi một cái mặt nạ, cái này 86 hoặc là những dòng cúp đèn tròn là xài chung nha anh em. Cái này em bán là 600 nha. Chưa bị cạo bóng nha, 600. Logo thì nói chung cũng còn khá, giá này vô xe vừa vừa là ok. 600 nha anh em, giá quá tốt luôn. Cái mặt nạ 81 86 còn khá. Chưa có bị nứt, chưa bị gì luôn nha. Giá chỉ có 600 mà. Rồi một cái đèn hậu. Đèn hậu có luôn cái miếng ron này, luôn hai ốc đẹp. Này em bán là 800 bộ này. Bộ này anh em về vô custom để đê ok hết nha, hai ốc này không là cả 100.000 này. Đó, đèn là chụp rin, đúng chụp heo xe. Đế rin đẹp, đó đế rất là đẹp nha. Này dính băng keo nha, về anh em về tự chùi ra nha, dính băng keo. 800 nha. Đó, rất là đẹp. Luôn hết nè, combo nè. Vậy là 800 nha, còn bộ. Rồi một bộ cốt trước sau. Đó, bộ này thì 400. Bộ này thì cốt trước thì lúc nào cũng đẹp nha anh em. Đó. Cốt sau thì đầu đầu cốt rất đẹp. Cục canh cũng đẹp nè, cục canh sáng giới luôn nè. 400 nha, này vô xe vừa vừa ok. Cục canh trước cũng vậy sáng giới luôn nè. Vô xe mấy xe vừa vừa ok. Rồi một bộ như vậy em bán 100 nha, mấy cục canh thắng nha anh em, hai cục này đó với luôn cái lò xo 100.000 nha. Đó lò xo, bộ này 100.000 một bộ nha anh em, này nó chì xuống rất là đẹp luôn nha. Này mình ra mình mua mới vẫn có, nhưng mà mới thì mình gắn vô xe mình nó sẽ không hợp, nên cái này thì nó ngã chì màu cái gì, mình vô xe rất là đẹp nha anh em. Nhiều khi cái màu này không mua được nha, tại vì cái màu cũ này không mua được, cái màu mới thì nó dễ rồi.
100.000 luôn, hai cục này nha, hai cục này còn đẹp lắm nha, về rửa ra. Rồi. Hai cặp ốc bẩn, hai cặp này bán là 300. Ốc trong lộn ốc cớp 300 nha, hai cặp. Ốc riêng theo xe đàng hoàng nha, còn khá si riêng 300. Rồi hai cục này thì cũng 300 luôn. Này anh em gắn quay rim vây sành tay ga muốn gắn xe nào cũng được hết, gắn tất cả các dòng xe luôn, tiếng kêu bao hay nha. Rồi một cặp ốc giò gà tuyệt đẹp luôn, cặp này thì em bán là 250 nha, xuất sắc nha anh em. Đó, số 10 cực đẹp luôn, hai con trong này mình rửa ra rất là đẹp nha, mình rửa ra mình xài cho bánh trước hoặc là cút gấp đúng bài, 250 cặp này luôn, hai cái lông đền khâu nè, xuất sắc. Rồi một cái bát mặt nạ đầu hấp nha, bát mặt nạ này bán là 150. Bát mặt nạ đầu hấp này rất là dày và màu của nó là dạng màu nòng súng nha anh em, chứ không phải màu đen nha, anh em nhìn kỹ nè, nó lỗ ốc tuyệt đẹp luôn, 150 nha. Bát mặt nạ đầu hấp nó dày gấp đôi so với cái mấy cái bát mặt nạ mà custom nha, tại cái này nằm trong những cái dòng mà 86 rồi đó, là cái bát nó rất là dày luôn, mình cầm nghe nó nặng tay lắm đó. Rồi một cái ruột và một cái vỏ, nó bộ này bán là 500 nha, thì ruột ruột rất là mới luôn, vỏ thì vỏ Nhật nha, vỏ 250 nha anh em, đây vỏ 250 nè, nó vỏ là còn khá đẹp, cũng có nứt bên hông nha, nhưng mà lên xe thì không sao hết nha, nhưng mà lên xe thì rất là đẹp, không có bị gì ảnh hưởng gì hết, vỏ là còn rất là mới luôn, 500 nha anh em, vỏ 250 vỏ sau, vỏ Nhật đàng hoàng. Đó, nó bị nứt thì mình lên xe nó không sao hết nha. Giá này là quá rẻ, quá rẻ rồi. Vô những cái dòng xe mà mình đi cà phê, cà pháo, vỏ Nhật thì nhìn nó sẽ ngầu hơn so với những cái vỏ mà thông thường. Đó, nhìn cái vỏ hay là thấy uy tín liền. 500 nha, vỏ với ruột luôn.